Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Vô lương tâm. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, những ngày qua, cả nước bàng hoàng trước những hành động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở tại Sài Gòn với những người dân tay không tất sắc ở tại vườn rau Lộc Hưng. Và đó là những hành động cướp phá tàn bạo và đập phá tất cả những gì mà người dân đã từng trắc chiêu xây dựng kể từ năm 1954 cho tới nay. Khu đất vườn rau Lộc Hưng được người dân mua bán và khai khẩn và xây dựng kể từ năm 1954, nghĩa là hơn 20 năm trước khi người Cộng sản vào chiếm miền Nam. Những tài sản đất đai ở đó đã có chủ bằng đầy đủ các giấy tờ, pháp lý từ bao năm trước khi mà Cộng sản đặt chân đến cướp lấy chính quyền ở tại đây. Thế nhưng, vẫn bằng sự lương lẹo bịa đặt và ý đồ lâu dài cướp đoạt đất đai, tài sản của người dân. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên coi họ là những người vi phạm và càng vô lý hơn khi mà tự ý coi đất đai tài sản của người dân ở đây là bất hợp pháp để mặc sức phá phách và cướp trắng của họ. Có lẽ trong xã hội loài người không có gì trắng trận hơn cái gọi là luật pháp của Cộng sản. Đó là những bộ luật rừng rú và mang rợ nhằm hỗ trợ cho những hành động thú vật như là nơi hoang dã. Ở đó, người Cộng sản ngang nhiên coi cái quyền đe đầu cởi cổ người khác, cướp bóc tài sản của người khác như là một hành động hiển nhiên. Ở đó, mọi quy định luật lệ do chính người Cộng sản đặt ra cũng chẳng có tác dụng gì khi mà máu tham đã thấy hơi đồng và ở đó quyền lợi của người dân duy nhất chỉ có thể có là làm thân châu ngựa lao dịch để nuôi nấng những đám tự xưng là đầy tớ nhân dân. để rồi khi cần thì họ lại đưa ra để giết thịt nhằm cung vùng cho thói côn đồ, khát máu tàn bạo mang rợ của những kẻ mà chính họ nuôi nấng. trong lịch sử loài người hẳn là hiếm khi có thể tồn tại những bộ luật có thể ngang nhiên biến của cải đất đai tài sản của người khác thành của của mình một cách trắng trợn và dễ dàng coi như là chuyện bình thường của Cộng sản Việt Nam. Sự việc ở vườn Đông Lộc Hưng không phải bắt buộc mới đây, mà việc cướp đã manh nha kể từ hàng chục năm trước. Thế nhưng, trước những chứng cứ lý lẽ hiển nhiên mà đến đứa trẻ con cũng nhìn thấy, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải lúng túng mà không có cách nào, không có một lý lẽ nào cũng như là nguyên tắc sống và luật pháp nào có thể biện minh được rằng việc cướp đất đai, tài sản ở đây là có thể chấp nhận được. Người dân ở vườn rau Lộc Hưng đã bao nhiêu năm kiên trì, hòa bình và căn cứ vào chính những văn bản luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ban hành để đấu tranh cho quyền lợi của họ đã xác định ở đây từ 65 năm trước. Và trước những chứng cứ lý lẽ và luật lệ họ trưng dẫn, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải kéo dài thời gian âm mưu cướp chiếm. Và khi mà mọi lý lẽ đã bị đè gãy, việc sử dụng luật pháp đã không thể viện dẫn cho việc cướp bóc của mình. Và cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tính đến việc cướp bất chấp mọi mặt từ pháp luật cho đến lương tâm con người có thể cho phép. Thế rồi, hàng trăm, hàng ngàn công an cảnh sát được nuôi nấng bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính những người dân vườn rau lộc hơn. Với đầy đủ các thiết bị đã tiến hành cuộc cướp bóc tàn bạo và mang rợ, đuổi họ ra khỏi mảnh đất cho ông họ đã để lại. Đến đây, mọi khía cạnh nhìn luật pháp, lý lẽ, luật lệ, tình người đều không có giá trị mà chỉ có bạo lực đã được sử dụng. Điều mà người ta thấy ghê tởm trong vụ cướp phá này đó là khác với lại một cướp phá khác đối với lại tài sản của người dân. Việc cướp phá này có tổ chức chặt chẽ được tiến hành khi mà cái Tết cổ truyền của dân tộc chỉ còn hơn chục ngày nữa. Đối với lại người dân Việt Nam thì cái Tết cổ truyền là một điều thiêng liêng, là dịp mà những người dù đi xa xôi, cách trở đến mấy cũng trở về quê hương, gia đình, bạn quán để có thể thắp một nén hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, chúc Tết cha mẹ, gặp gỡ anh em bạn bè. Và ngay cả trong thời chiến tranh khốc liệt và đậm máu nhất, thì hai bên đối địch vẫn ngừng nghỉ những hành động chiến tranh để người dân được yên ổn đón xuân về, đón Tết. Thế nhưng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã quyết tâm đập phá và đổi dân ra đường bằng được để cướp đất đai tài sản của họ, bất chấp cuộc sống, tính mạng của những người dân ra sao. Chỉ hơn chục ngày nữa, hàng trăm người dân đủ cả già trẻ lớn bé, những thương phế binh, những người tàn tật vân vân, đều phải ra đường vật vạ để đón cái Tết ở ngoài đường. Chỉ hơn một chục ngày nữa, những linh hồn của tổ tiên ông bà họ không có trốn để trở về với con cháu, họ hàng của mình khi xuân về tới đến chỉ hơn chục ngày nữa khi mà quan chức Cộng sản hỷ hả vui mừng chiến thắng của mình để phè phận với nhau trên đống tài sản cướp được của người dân, thì hàng đàn, hàng lũ những nạn nhân của họ phải vất vưởng ngoài đường không nơi nương thân và hương hồn tổ tiên không nơi thờ cúng. Và có lẽ trong lịch sử đất nước này, thì đây là những vụ cướp có tính chất quy mô, chặt chẽ và đạt kỷ lục về sự tàn bạo nhất về cả thể chất lẫn tinh thần. Dù ở đó máu đổ không nhiều, tài sản bị cướp không lớn bằng những cuộc cách mạng cướp bóc mà người Cộng sản đã từng gây ra khi đến đất nước này. Nhưng cái kỷ lục ở đây đó là sự nhẫn tâm và độc ác đến mức tận cùng của những động vật mang hình người có thể thực hiện. Ở đó, không có sự hiện diện của luật pháp và càng không có bóng dáng của lương tâm con người. Và những hành động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại vườn rau Lộc Hưng không phải là duy nhất, không còn là lẫm gì trong một chế độ sinh ra từ cướp tồn tại từ cướp và nghiễm nhiên coi chuyện cướp là một chuyện bình thường cho sự tồn tại của nó. Người ta đặt ra câu hỏi rằng, một chính quyền mà chỉ nhăm nhăm cướp của dân không cần biết đến đời sống của người dân ra sao, để người dân đến đường cùng thì chính quyền đó có đáng được tồn tại hay là không? Và nó tồn tại làm gì để đẩy đất nước đến chỗ loạn ly, suy vong, để người dân đến mức đường cùng, nô lệ và bản chất của nhà nước này thì là gì? Câu trả lời khả dĩ có thể chấp nhận được rằng bản chất của nó là cướp, cướp có tổ chức, cướp được nuôi nấng bởi chính các nạn nhân của nó, tồn tại trên đau khổ và sự khốn cùng của nạn nhân. Ở cái gọi là chính quyền đó thì luật pháp chỉ là một trò chơi, lương tâm con người đã không hề tồn tại. Và đến chính quyền mà Cộng sản còn cướp được thì cái gì mà chẳng có thể cướp và điều gì cũng có thể xảy ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Vô Lương Tâm, bài viết do JB Biên Quỳ Hữu Vinh biên soạn quan trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.